2 tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách đến Lào Cai ước đạt trên 1 triệu 400.000 lượt, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lễ hội Sơn, nhiều dự kiến văn hóa du lịch hấp dẫn được tổ chức tại các địa phương đã thu hút khách du lịch. Riêng trong tháng 2, khách đến Lào Cai ước đạt 772.000 lượt, tăng 21% so với tháng 1. Trong đó khách quốc tế 29.500 lượt, tổng thu du lịch dịch vụ ước đạt 4.442 tỷ đồng, tăng 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Hiện các hoạt động như xây dựng làng du lịch cộng đồng điển hình của Lào Cai, xây dựng sản phẩm du lịch thực tế ảo tại dinh Hoàng A Tưởng Bắc Hà, sản phẩm du lịch tâm linh kết nối trên địa bàn thành phố Lào Cai đang được triển khai. Chương trình kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa gắn với các sự kiện văn hóa văn nghệ, thể thao, xúc tiến sản phẩm du lịch cũng được tổ chức, hứa hẹn thu hút du khách đến địa bàn tăng mạnh.